chịu mặc đôi dép thiệt. Đậu cao chứ, chú cao thôi. Chú cao. Chú cao. Chị dướng rồi, chị chú cao. Thôi cái này cũng được thôi. Ba bên kia câu được kìa cô hai. Được. Cái này để xuất phát lên chứ để gần chứ đó nó xảy nè chị. Để nó để mình mở ra mình coi. Để mình cái rồi cô chập bá luôn. Để nó mì hả bưởi. Trời đó. Đi đó. Nữa. Đi hai em rồi. Trời cô hai bị xảy hai em rồi. Ở trên này có cá bành kỳ luôn hả? Đúng rồi, cá to đó. Cá tên là bành kỳ, con cá tên là bành kỳ. Nói thì xem được á. Ta gọi là cá bành kỳ là ờ, chú kia bành kỳ. Giờ nào có ai nằm chung với con. Con một hồi gì đó ngủ rồi con cũng ngủ luôn. Giống như mẹ với bà ngoại nè. Hai thằng nằm chung nhau. Thôi chắc gì con không ngủ được chứ em. Tại vì hôm qua đẹp trai. What? Trai quá rồi. Trai dữ lắm luôn á. Con đẹp trai quá đến con đẹp trai quá đến mất ngủ không được luôn. Cái là nhìn vào con không à? Đúng rồi, chú đẹp trai quá cũng ngủ được đâu. Quá chuẩn luôn chứ gì. Động cái mấy cái màu kem nó bị chín. Đẹp ghê. Phải con chằn hiu gì đó, con cò gì đó. Kìa nó bay rồi. Rồi đậu con lúa. Nó đâu mất tiêu rồi. Mấy con chim chùa. Sao hai con dưới đề là những con nhỏ mà còn hai con dưới đề là những con to. Nói tụi cảnh đẹp quá trời, cảnh đẹp thế giới ha. Đẹp không? Quá đẹp. Đây là phù thủy của vô nhất này. Trời ơi, chú có như cái mặt áo đỏ không? Trời, chuyện mưa rồi. Bây giờ mình vô mương mình câu thôi các bạn ơi. Ủa? Ủa, mưa lộn. Mưa nó lên trên trên cạn mới đúng chứ ta. Đây là khô nó lũ xuống. Nắng nó mới chùa những dưới sâu nó lên. Đây gần bên. Còn hai muốn qua bên đá hả? Hả? Nói đi vòng đường bên kia quá. Nói chuyện chú câu cái này chắc câu cũng mang nên nãy mới làm rất phục sình. À, nói đi chuyện chú câu đó nha. Chị chỗ qua đây câu. Cái gì vậy? 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 Cái